Xin chào tất cả anh chị. Ở trong video ngày hôm nay thì Dũng sẽ dẫn các anh chị là cách bật khiên bảo vệ ảnh đại diện. Thì cái khiên bảo vệ ảnh đại diện nó như là cái gì? Thì Dũng sẽ mở cái ảnh cho mọi người xem này. Đây là cái khiên avatar bảo vệ ảnh đại diện này. Thì làm sao để bật được cái khiên này lên? Thì rất đơn giản thôi. Thì đầu tiên thì mọi người sẽ mở trình duyệt cốc cốc lên nhá. Xong mọi người mở một tab mới này. Mọi người vào google.com này. Xong đây mọi người gõ cái tên phần mềm là Multitool nhá. Multitool for Facebook này. Và cái đường link đầu tiên nhá là chrome.google.com. Thì đây là một cái tiện ích của Google. Thì mình click vào đây này. Xong mình sẽ ấn nút là thêm vào Chrome. Mình ấn nút là thêm tiện ích. Như vậy là nó đã cài xong cái ứng dụng này vào cái trình duyệt cốc cốc của mình rồi. Thì giờ mình sẽ mở cái này lên. Có cái nút này mọi người này. Xong mọi người ấn cái biểu tượng là ghim nhá. Thì nó sẽ hiện một cái icon ở trên cùng này. Thì đây là giao diện chính. Đây là chính của cái phần mềm này. Thì cái phần mềm này có rất là nhiều chức năng. Thì vừa là bật khiên bảo vệ đại diện này. Vừa là lọc bạn bè này. Lọc bạn bè không tác ở trên Facebook này. Và đo chỉ số tương tác. Thì chúng ta muốn bật cái khiên bảo vệ ảnh đại diện ấy thì chúng ta sẽ vào mục là tool. Xong ở bên dưới cùng này nó có một nút là profile picture này là bảo vệ ảnh hồ sơ của mình thì mình click vào đây. Xong giờ mọi người chỉ vào cái chữ là size size up này là bật cái khiên này lên. Đây thì nó sẽ báo là chúc mừng bạn là bạn đã bật cái khiên thành công này. Mình ấn ok này. Thì ok thì Dũng xin kết thúc video này tại đây. Chúc các bạn thành công. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.